Play your news. Ừ, có đi. Có tính, có crush. Đang có crush. Có nhưng mà em không có số. Có. Alo, em Trúc hả? Có, anh gì ạ? Anh Tướng nè. Rồi sao? Em đang làm gì á? Văn phòng. Alo. Alo, Linh hả? Ờ, hỏi gì? Đang làm gì á? Đang ngồi trên top chơi. À. Anh đang làm gì á? Anh đang ngủ. Vậy? Chưa dậy nữa hả? Sao chưa dậy nữa? Hồi tối mấy giờ ngủ? Có gì em nói đi. Alo. Anh đang làm gì vậy? Em có thể nói chuyện với anh một chút được không? Alo, Vinh hả? Dạ. Mày đang làm cái gì vậy? Tỉnh ngủ đi, tao nói thì cho nghe nè. Mày tỉnh ngủ chưa? Nói đi. Đi đâu chơi không? Đi đâu? Muốn đi đâu chơi không? Qua chợ đi chơi nè. Chị ra vậy ba. Đúng rồi. Tối rảnh luôn hả? Đâu? Nhưng mà trước khi đi, điện có chuyện này muốn nói nè. Gì? Cái chuyện này quan trọng mà khó nói lắm. Nói cho lên. Bây giờ phải lấy hết can đảm mới dám nói nè. Mệt ghê, như là kiểu mà nó bò nó xưa vậy, được nói. Mà bình tĩnh nghe nha. Có, cái này nó ghê hơn chút số nữa. Gì ghê chút số quá, gì ghê vậy? Về đi nói. Cho một phút để lấy can đảm. Hôm nay á, anh gặp em á, em mình cũng biết nhau cũng tháng rồi ha. Em mày nói nè. Thì từ từ, mình thấy từ từ mới vô vấn đề chính được chứ. Em thấy anh sao? Gì chó? Cái gì chứ? Gì chó? Đẩy vô một phút nữa, thầy. Làm bạn gái Tướng nha. Thiệt. Đang nói thiệt mà. Không. Mày nói thiệt tao cũng không chịu đâu nhá. Tại sao? Mày vô duyên quá, tao với mày là bạn mà. Không, đang nói thiệt mà vô duyên như trời. Thật ra là mày nói thiệt thì tao vẫn không chịu nhá. Tao vẫn muốn lên bạn mày hơn. Vậy nha. Ở trong căn phòng trống, dù tao đâu quá mê. Thì anh thấy anh thích em á, giờ em anh muốn quen em á, em chịu không? Mày điên hả? Anh nói thiệt mà. Mày đang đùa hả? Mày đang ngồi với ai vậy? Trời ơi, ta ngồi ai đâu, có mình nè ba. Thôi mày đừng có điên giùm tao cái nha, tao phát cái héo hán tiền nha. Mày vậy chịu ha, chịu quen nha. Mày điên hả? Mày FaceTime cho tao. Thì thảm gì, chịu nha, rồi về mình nói chuyện sau nha, vậy chịu nha. Nghe mày. Chịu nha. Chứ quần. Điên hả? Nghe mày. Thằng
hả? Vậy nha. Bye em. Mày có nói chuyện gì hả? Bye em nha. Anh yêu em. Somewhere deep down in my heart. Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em. Anh nói với em là anh thích em. em có đồng ý không? suy nghĩ sao? Thì không thì thích thì mới gọi đi chứ trời. Thì dễ thương. Em muốn suy nghĩ hay là trả lời ngay bây giờ? Suy nghĩ nha, khi nào trả lời? Mai nha. Ok, mai sẽ trả lời nha. Ok, cảm ơn em. Bây giờ sao ta? Anh có thích em không? Thì đó, thì em hỏi thì anh cứ nói đi. Không, bạn thì ai mà hỏi, bạn thì ai cũng thích em rồi. Em đang nghiêm túc, anh đừng cười, em nói thiệt á. Sao? Em hỏi cho anh nói đi chứ sao? Thì anh nghĩ gì, anh nghĩ gì thì anh nói đi. Anh có người yêu chưa? Ê, em hỏi anh có người yêu chưa vậy? Thì nói đi. Anh nói đi anh. Em đang nghe nè. Không có chút tình cảm nào luôn hả? Người đừng ngừng nghĩ tới thế, vì lòng em sẽ giết chết thông tin. Thì là gặp anh á, có một lần mà em say nắng anh rồi, em bị thích anh á. Ủa sao vậy? Kêu nhắn tin đi xong tắt máy rồi. Dịch à? Dịch. Làm người yêu tao nha. Đi đó mà. Xong hả? Thiệt mà. Tao thích mày lâu rồi. Em tính gì?
em nào mới được. Nhớ rồi nha. Cái này không phải là lời nói khi say ke đâu á, thiệt á. Thôi nha.